giả đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV1. Thưa quý vị, lượng túi ni lông bán lẻ phục vụ sinh hoạt, tiêu dùng tăng vọt, nhất là kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Theo một khảo sát của Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, lượng túi ni lông sử dụng tại các siêu thị có thể lên tới 38 triệu chiếc một năm. Bởi vậy mà giảm túi ni lông bắt đầu từ các siêu thị thì được coi là bước đi tiên phong trong việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Và đây cũng là mục tiêu của một sáng kiến đang được triển khai tại 16 siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội. Sáng kiến trong khuôn khổ dự án suy nghĩ lại về nhựa, giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển do Liên minh châu Âu và chính phủ Đức tài trợ. Nếu muốn biết túi ni lông đang được sử dụng như thế nào thì cách dễ nhất là đến một khu chợ. Dù mua nhiều hay mua ít cũng đều cần túi ni lông. Sau khi đi chợ về thì cái túi ni lông không dùng đến thì tôi bỏ đi và cho vào thùng rác. Kể cả nếu mà có phải tính phí để trả tiền cho những cái túi ni lông này thì mình vẫn phải chấp nhận, bởi vì để mình phân loại được cái đồ thực phẩm của mình rồi nó tiện sử dụng. Nhưng giờ đây có những siêu thị ở Hà Nội dù trả tiền cũng không thể lấy được túi ni lông. Khách hàng hoặc mang theo hoặc phải mua mới túi sử dụng nhiều lần. Lúc đầu tiên đến mua, khách hàng có phản ứng khá là khó chịu và không hài lòng. Tuy nhiên thì với cái sự kiên định trong cái chiến lược là nói không với túi ni lông như vậy nhằm bảo vệ môi trường, dần dần khách hàng, những cái người khách hàng thân quen đã hiểu. Tại Hà Nội đã có 16 siêu thị, nhà bán lẻ cam kết cùng thực hiện các hoạt động giảm túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Đây được coi là bước đi tiên phong trong việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của người tiêu dùng. Rất khó để thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong các chợ truyền thống. Vì vậy, theo chúng tôi, trước tiên cần thay đổi thói quen của người tiêu dùng tại hệ thống siêu thị và cửa hàng lớn để khởi động phong trào. Các chuỗi siêu thị cửa hàng này hiện có trên khắp cả nước và có thể tác động đến một số lượng lớn người tiêu dùng. Tôi đã bắt đầu sử dụng túi vải để bảo vệ môi trường hơn. Chỉ mất tầm 1-2 lần quên là sau đấy là nhớ là đi siêu thị thì phải mang theo túi của mình. Người tiêu dùng bây giờ không chỉ cần thông thái mà còn cần cả văn minh nữa. Bắt đầu từ việc nói không với túi ni lông khi đi mua sắm mỗi ngày.